Mến chào anh chị em. Chào mừng anh chị em đã đến với group Give Nail Connection hàng tuần vào thứ hai 1 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Thì hôm nay sẽ có một chủ đề rất là thú vị và cảm động với người khách mời là Duẩn Mai đến từ Texas. Chỉ một vài phút nữa thôi, Linh sẽ mời người khách mời của Linh lên nhé. Cảm ơn mọi người đã vào Facebook Live của Linh rất là đông. Xin chào mọi người hãy comment cho Linh biết mọi người đến từ đâu. Ok, rồi cho Linh một giây, Linh sẽ mời người khách mời của Linh. Và trong khi chờ đợi người khách mời rất là đặc biệt của Linh lên thì mọi người hãy invite, tức là mời những ai liên quan tới nghề nail học. Mọi người có còn thấy Liên không? Mọi người thấy Liên và nghe rõ bấm số 1 dùm cho Liên với. Ok, xin chào. Liên có một cơ hội được làm lại bạn Duẩn Mai cũng như là những anh chị em làm trong nghề nails. Và qua một quá trình làm việc như vậy, Liên nhận thấy rằng những anh chị em trong group này cũng như những anh chị em từng là chủ nail làm việc với bạn Duẩn Mai đã có được một cái sự cảm ơn và like cũng như là rất là khen về Duẩn. Thì hôm nay Liên rất là hân hạnh và có cơ hội được lên trò chuyện và nói chuyện với Duẩn Mai. Hai Duẩn, say hi với mọi người. Hello Liên, hello tất cả các anh chị, hello mọi người ở khắp nơi. Rất là cảm ơn Liên cho cơ hội để lên một lần làm Facebook Live với Liên. Lần đầu tiên thấy Liên làm Facebook Live mà phải xếp hàng để xin là có thời gian để chia cùng Liên làm một lần đó. Hôm nay là được cơ hội đó. Cảm ơn Liên trước nha. Duẩn thật là khiêm tốn, mọi người thấy không? Câu chào mời đầu tiên là thấy bạn ấy đã rất là khiêm tốn rồi. Thì không mất thời gian của các anh chị và quý vị, thì thứ nhất, trong khi mọi người đang vào trong cuộc trò chuyện này vào lúc 1 giờ miền Đông Hoa Kỳ thì mình sẽ bắt đầu. Thì những anh chị em đã và đang coi cái Facebook Live này, mọi người hãy comment cho Liên biết mọi người đến từ đâu. Đó, thứ hai nữa là mọi người hãy invite và share, mời những ai là sẽ hứng thú vào cái câu chuyện của bạn Duẩn Mai nhé. Xin chào anh Bình, xin chào Tiffany và chào anh chị em. Duẩn ơi, mình giao lưu một tí xíu ha. Liên rất là hân hạnh để mà được hôm nay lên cùng nói chuyện với Duẩn. Vào qua cái việc là câu chuyện thành công cùng với công ty mình thì hầu như mọi người đều biết về Duẩn rồi, nhưng mà trên Facebook, đặc biệt là trong group Give Nail Connection, toàn là những anh chị em là những người quan tâm và muốn hiểu thêm về nghề nail, ngành nail trên nước Mỹ hoặc là khắp nail trên thế giới. Thì Liên nghĩ rằng câu chuyện của Duẩn sẽ là một điều rất là thú vị. Duẩn hãy nói với mọi người về background của mình và một điều gì đó về mình đi. Rồi, cảm ơn Liên. Thì trước tiên cũng lần nữa cảm ơn Liên vì cho cơ hội để Duẩn có thể chia sẻ cái tâm tư và cái ước vọng mà người Việt mình ở khắp nơi, đối nhất là ngành nail. Background của Duẩn thì cũng là một người qua Mỹ khoảng 17-18 năm, cũng có làm nhà hàng rồi làm quản lý nhà hàng, rồi một tình cờ thì có những người bạn kêu làm cùng về làm nail. Thật sự mà nói Duẩn không có biết làm nail, nhưng mà Duẩn cái gì ra tiền kinh doanh thì Duẩn làm. Rồi qua cái cơ hội đó thì Duẩn làm nail và Duẩn làm nhà hàng cũng thấy nó mệt mỏi. Rồi vô tình có những người bạn chia sẻ về một cái cơ hội nó lớn hơn. Rồi Duẩn qua ở Texas thì không có biết ai. Và ngành nail và thị trường nail nó cũng là một cái cơ duyên để Duẩn tiếp cận qua những cái cách làm việc mới bây giờ và đang hỗ trợ rất là nhiều những anh chị trong ngành nail hiện tại. Cảm ơn Duẩn. Thì sơ sơ mọi người biết được rằng là bạn Duẩn qua Mỹ lâu rồi. Rồi bạn Duẩn cũng đã từng làm một số công việc khác rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ bạn Duẩn đang là một người làm việc full time, có nghĩa là toàn thời gian làm việc với các chủ nail, thợ nail hoặc những ai mà quan tâm tới ngành nail. Và Liên hay tạm gọi một cái câu khá là vui đối với Duẩn, đó là ông chủ supply online. Okay. Thì để mà có thể có phần hấp dẫn hơn hoặc là để cho mọi người hiểu rõ hơn một tí, tại vì hai anh em mình chắc là nó qua nó lại như vậy, mọi người sẽ không hiểu là câu chuyện sắp tới của Duẩn sẽ là gì. Thì Liên sẽ xin bắt đầu trong cái phần giao lưu đơn giản như vậy. Và Duẩn, Liên có nghe Duẩn tâm sự rằng
là khi Dũng qua Mỹ, Dũng cũng làm những công việc, rồi Dũng làm kinh doanh, Dũng Dũng cũng từng mở tiệm nail với một người bạn, nhưng mà Dũng không biết làm nail. Đó, cái này hơi thú vị này. Cái thứ hai nữa đó là Dũng thấy rằng là trong một quá trình làm việc và sinh sống ở tại nước Mỹ, Dũng nhận thấy được rằng là người làm nail và cộng đồng người làm nail là rất lớn, rất tiềm năng. Nhưng mà khi mà Dũng đi sâu vào cái ngành nghề và tìm hiểu cái cuộc sống cũng như cái cách thức làm việc của nghề nail đó, thì có một cái gì trong đó, trong Dũng mà giúp cho Dũng nghĩ rằng là mình phải làm điều gì đó với cái nghề nail và cho người làm nail để giúp đỡ họ. Thì Dũng hãy chia sẻ với mọi người là vì sao Dũng nghĩ tới người làm nail và vì sao Dũng lại chọn cái công việc của Dũng liên quan tới người làm nail ha Dũng ha. Cảm ơn Liên. Thì thật sự bà nói Dũng qua Mỹ như vậy thì cũng muốn kiếm tiền, làm cái gì ra tiền thôi. Nhưng mà cái ngành nail là một cái ngành vô tình Dũng làm để Dũng có thể kết nối. Tại vì Dũng qua Texas thì giống như nãy Dũng nói là không có quen ai, thì không biết làm sao để phát triển hơn trong cái ngành nail, mà mình thấy nó có một cái tiềm năng rất lớn. Bởi vì hình như nói tới người Việt mình thì phải nói tới nail, không những ở nước Mỹ và ở khắp nơi trên thế giới. Và có một lần Dũng cũng qua Anh, và bây giờ bên Anh họ rất là phát triển. Thì quay lại ở Mỹ là Dũng thấy người Việt mình làm nail rất nhiều, thì nếu như mình có cái phương tiện, có cái cách làm gì đó để đáp ứng được cái 250.000 tiệm nail thì này đó, thì cái tiềm năng và cái thuận lợi Dũng của mình rất lớn. Nhưng mà không biết làm sao, không biết bắt đầu ở đâu, thì bắt đầu qua đó Dũng mới thấy được thị trường như vậy. Bây giờ mình có cơ hội lớn như vậy. Và khi mà làm mới đầu là nghĩ là kiếm tiền, nhưng mà sau khi tiếp cận những anh chị làm trong ngành nail thì thật sự nói rất là cảm động, và rất là có cái cảm xúc về người người Việt của mình rất là nhiều. Qua đây rất là cực khổ để có đồng tiền. Thật sự anh chị em sống một cái cuộc sống khi đi làm nail ăn bận đẹp vậy, chứ thật sự cái chất lượng cuộc sống không có, về sức khỏe, về kiến thức, về gia đình, về thời gian không có. Nhưng mà nói về tiền bạc thì không ai thiếu hết. Người Việt mình rất là thông minh để kiếm tiền. Thì Dũng thấy Dũng phải tìm một cái giải pháp, hay là một cái phương tiện, hoặc hay là một cái sản phẩm, hay là một cái cách nào đó để có thể đáp ứng được cái thị trường này, để có thể đem cái ngành nail mình nó lên một cái tầng cao mới, đem cái chất lượng của người Việt mình lên một cái tầng cao mới, và đem cái chất lượng, một cái sự chuyên nghiệp hơn nữa trong một cái ngành nghe, trong một cái ngành mà người Việt mình hiện tại phải nói là cái từ bá chủ ở thị trường Mỹ. Và từ đó Dũng trở thành một cái đam mê và muốn đi giúp tất cả những anh chị em mà và có liên quan gì tới ngành nail, làm sao họ có cái phương tiện, cách làm nó thực sự mà phải nói là thông minh hơn, chất lượng hơn và hiệu quả hơn. Cảm ơn Dũng rất là nhiều. Nhân tiện đây thì Liên cũng muốn chia sẻ với mọi người là chúc mừng Dũng qua cái công việc mà Dũng đang làm. Dũng đã đạt được một chuyến du lịch Success Trip South Africa. Đó, thứ hai nữa là thứ hai nữa là từ cái việc mà Dũng đi ra ngoài chia sẻ cách làm chuyên nghiệp trong tiệm mọi người có nghe Liên được không? Xin chào Dũng. Nếu như mọi người vẫn còn nghe Liên được, mọi người hãy comment số 2 giùm cho Liên nha. Cảm ơn anh chị em. Liên vẫn còn thấy là 27 anh chị em ở vẫn đây. Hai Dũng. Mọi người đã... hai Tiffany thả tim được rồi. Tiffany và mọi người hãy comment cho Liên biết là mọi người có đang còn nghe Liên nói không? Ok, yes, thank you. Mọi người hãy comment số 2 nếu mọi người vẫn còn nghe Liên nói nha. Và Liên sẽ mời lại người khách mời của Liên vì một lý do nào đó nó bị ra khỏi Facebook Live.
Nghe rõ, nghe rõ. Yes, Dũng nghe được rồi nhưng mà chưa vô lại và chưa thấy hình. Thường thường vậy đó, người khách mời mà đặc biệt là thỉnh thoảng nó hơi bị trục trặc. Hay là mọi người làm cho Liên một việc đi, đừng thả tim và đừng thả thumb up, hãy comment ở dưới thì cái đường truyền podcast của Liên và Dũng nó sẽ không bị trục trặc nhé. Cảm ơn Liên Diệp đã nhắn cho Liên biết là còn nghe. Cảm ơn chị Thị Nga. Mọi người hãy comment cho Liên biết mọi người có nghe Liên rõ không? Yes, anh Dũng đã trở lại. Thì để tiếp tục cái câu chuyện này, thứ nhất là Liên hôm nay mời Dũng lên là chúc mừng sự thành công của Dũng với cái công việc mà Dũng đang làm. Thứ hai là nhờ cái việc mà Dũng nghĩ tới người làm nail, nghề nail làm sao giúp cho họ có thể làm nail trong tiệm nail chuyên nghiệp hơn, sức khỏe người làm nail tốt hơn, và Dũng sẵn sàng chia sẻ một cái cơ hội lên làm việc và kinh doanh với những ai trong tiệm nail. Thì điều này, tất cả những điều này đã đem lại sự thành công cho Dũng. Trước khi mình đi tới cái sự thành công thì Liên muốn phỏng vấn Dũng một tí, đó là mọi người có để ý không, tức là Dũng hay nhìn lên đúng không, và mắt của Dũng hơi nhìn lên như vậy, thì đó cũng là một cái lý do, có nghĩa là Dũng từng chia sẻ với Liên và mọi người rằng là Dũng bị khiếm thị, nó hơi có khiếm khuyết một tí, nhưng mà điều này không làm cho Dũng nghĩ rằng là mình phải đóng góp một điều gì đó cho cộng đồng Việt, mình phải làm điều gì đó cho tiệm nail, vì đó là điều mình mong muốn làm. Thì Dũng có thể chia sẻ thêm là trong cái quá trình mà Dũng đi giúp tiệm nail, chia sẻ và làm việc như vậy thì những cái khó khăn gì đã xảy ra với Dũng ha? Ok, cảm ơn Liên. Thì những cái khó khăn thật sự bà nói đối với Dũng thì nó cũng cái khó khăn đó nó dạy cho mình rất là nhiều. Mình thấy được cái cơ hội kinh doanh rồi, nhưng mà khi mà mình vào để chia sẻ với những anh chị em trong ngành nail thì thứ nhất họ không biết mình là ai, thứ hai cái cách nhìn của mình nó hơi khác với người bình thường đó, thì họ có cái ác cảm về cái lý cái cách nhìn tại sao cái mắt nó như vậy, rồi nó có thể làm gì được cho mình, có thể giúp gì được cho mình. Thì lúc đó là những lúc mà làm cho mình rất là có cái cảm xúc mặc cảm. Và thứ hai nữa, khi mà mình đi ra ngoài đường mình chạy xe thì mọi người thì đa số ở Mỹ đó, đa số người ta bị nhiều nhất là bị ticket đen đầu ấy ha, bị overspeed hay gì đó. Nhưng mà đối với Dưỡng á, thì Dưỡng lại một năm Dưỡng có thể đổi khoảng 6 chiếc xe, bởi vì mình cái mắt mình chạm như vậy. Mình muốn đi làm thì chạy tới chạy lui thì có những cái va chạm mà mình không muốn, có những cái cách nhiều khi mình đi ra chia sẻ mình không có được những cái kết quả mình mong muốn, rồi mình không có tập trung chạy xe, mình va chạm va chạm tới va chạm lui mà đổi xe tới mà những anh chị em nói thôi Dưỡng ơi Dưỡng bỏ cuộc đi, Dưỡng làm cái này Dưỡng phải đi ra ngoài chia sẻ rồi người ta không có tin Dưỡng, rồi Dưỡng chạy xe nó rất là nguy hiểm, Dưỡng đừng làm, Dưỡng làm quay lại làm nhà hàng, làm manager quản lý đi. Thì nó cũng là một cái Thử phải thách. đó là một cái mà mình rất là đắn đo. Nhưng mà bởi vì mình thấy được mình phải làm, bởi vì mình còn có thể làm cho dù người ta từ chối, bởi vì chưa đúng lúc chưa thấy cơ hội thôi. Nếu mình có sự chia sẻ bằng cái tâm và mình làm bằng việc bằng cái tính thì chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ làm được. Và qua những sự đóng góp của những anh chị ở trên đi trước và những người thầy, những người bạn đồng hành với Dũng, thì tất cả những cái gì mà những người ta nói không được thì ngày hôm nay Dũng đã làm được và đã giúp cho rất là nhiều người. Và cũng rất là cảm ơn Liên cho Dũng chia sẻ. Cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân tình với Dũng. Như mọi người đều biết đó là Liên hay phỏng vấn chủ nails, nhưng mà hôm nay Liên rất là hân hạnh được mời ông chủ supply nails online lên đây. Mà về cái việc mà làm chủ supply hoặc là cung cấp supply cho một tiệm nail thì cái việc này nó quá đơn giản, thì ai cũng có thể làm được. Nhưng mà qua một cái sự chia sẻ rất là chân thành của bạn Dũng Mai, có nghĩa là mình có một cái khiếm khuyết, và Dũng đã từng chia sẻ rất là cảm động, đó là bác sĩ từng nói với Dũng rằng hãy thấy những gì bạn muốn thấy, hãy đọc những gì bạn muốn đọc, hãy làm những gì bạn muốn, tại vì không biết sẽ có một ngày bạn sẽ không thấy nữa. Thì cái này Liên rất là cảm động, nhưng mà Liên luôn tin tưởng và Liên luôn cầu chúc rằng là Dũng sẽ luôn thấy gương mặt Dũng, sẽ luôn cười, và ánh mắt của Dũng sẽ cười đối với những người xung quanh. Thêm vào nữa, Thank mọi người biết không, Liên phỏng vấn Dũng tại vì đây là một niềm động lực rất lớn. Liên với Dũng có một cái cơ hội làm việc chung,
mỗi buổi sáng 8 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ là tất cả anh em có mặt, bao gồm cả chủ Neo Thợ Neo nữa. Dưỡng là một trong những người đóng góp rất nhiều ý kiến, cổ vũ và đưa ra những phương pháp làm việc đối với những anh chị chủ Neo. Chính nhờ những cái động lực này, những cái kiến thức này và những chia sẻ và những sự giúp đỡ tận tình này của Dũng đã giúp cho nhiều tiệm nail có được niềm tin vào chính bản thân của họ, niềm tin vào công việc, và họ sẵn sàng chia sẻ và motivate, có nghĩa là động viên cả tiệm làm việc tốt hơn. Thì Liên cảm ơn Dũng. Quay lại tiếp, đó là qua những khó khăn mà Dũng đã gặp phải, thì Dũng hãy chia sẻ một vài điều là Dũng đã làm gì để có thể tới các tiệm nail, và khi tới các tiệm nail rồi thì Dũng đã làm gì để giúp đỡ được cho họ. À, qua những cái quá trình như vậy thì Dũng cũng học được nhiều thứ, và bây giờ cũng như Liên nói đó, bên bên tụi mình, bên tụi Dũng thì cũng đã có những cái chương trình rất là đặc biệt, những cái kế hoạch, những chiến lược, những cái cách để làm sao để hiệu quả hơn. Thì qua những cái lời đó thì dần dần thì Dũng sẽ mọi người đã tiếp nhận những cái gì Dũng nói hơn, bởi vì Dũng mình cũng cũng luôn luôn tâm niệm và với một người anh luôn luôn nói với mình là luôn luôn chia sẻ bằng cái tâm và làm việc bằng cái tính. Thì qua đó dần dần mọi người đã tin tưởng và đem vào những cái sản phẩm, những cái cách làm áp dụng được hiệu quả hơn, khi mà họ thấy được những cái gì mà Dũng nói đều là sự thật và nó có kết quả cho những anh chị em, chẳng những là những người chủ, và chẳng những là những người chủ và những người thợ, họ cũng thấy được điều đó và họ cũng đồng lòng với những người chủ để đem những cái tiệm nail của họ có một cái cách làm hiệu quả hơn. Cảm ơn Dũng. Như vậy hồi nãy giờ qua sự chia sẻ của Dũng đó, là thứ nhất là Dũng nói là Dũng một năm có thể là thay đổi 6 chiếc xe, là có nghĩa rằng là mỗi ngày như vậy, không những là trên điện thoại, trên Facebook, trên những mạng xã hội, mà Dũng còn đi ra ngoài thị trường tới các tiệm nail tiếp cận và gặp gỡ họ trực tiếp, và sau đó đó thì Dũng chia sẻ với họ cái cách thức làm mới, hay là Dũng sẽ giới thiệu cho họ những dòng sản phẩm mới. Rồi từ đó Dũng mời họ vào những cái việc mà training, huấn luyện hoặc là chia sẻ, đúng không Dũng à? Mọi người có biết không, thì Liên là người trò chuyện với Dũng, Liên rất hiểu, có thể là Dũng đó nervous, tức là run hay gì đó, nên Dũng vẫn chưa thích chia sẻ tốt ý của Dũng được. Nhưng mà nếu như các anh chị có thể thấy Dũng đứng trước rất là nhiều người và chia sẻ một cái kế hoạch, và Dũng có thể chia sẻ được những thành quả mà những gì mà Dũng được giúp các chị nghe, thì mọi người sẽ rất là khâm phục Dũng. Thì Dũng ơi, bây giờ Liên hỏi thế này, hiện tại bây giờ Dũng đang làm với bao nhiêu chị nghe hả? Hiện tại thì Dũng làm khoảng, nói trung bình những cái tiệm nail mà Dũng có thể hỗ trợ riêng cho Dũng đó là khoảng gần 10 tiệm nail luôn luôn hỗ trợ đó. Còn ngoài ra thì mình có những hỗ trợ riêng thêm nữa, nhiều những cái tiệm nail khác, qua những cái việc tư vấn cách làm việc, rồi đem sản phẩm vào, hướng dẫn làm marketing làm sao, Facebook marketing như thế nào, làm sao để bán, làm sao tăng số lượng khách đến, làm sao tăng số lần khách lại, và làm sao tăng cái số tiền khách xài. Liên cảm ơn Dũng. Cái này Dũng hơi khiêm tốn, có nghĩa là người mà Dũng làm trực tiếp á, tức là gặp mặt rồi tới tiệm là có 10 tiệm thôi. Nhưng mà mỗi buổi sáng như vậy đó, Dũng làm việc không có dưới 50 chủ nail cho các anh chị nhớ thì đã nữa. Yes. Giờ thứ hai nữa đó là Liên hỏi Dũng thêm, đó là sau khi mà Dũng tới rồi Dũng chia sẻ rồi Dũng những người chủ nail này open mind, có nghĩa là say yes với Dũng và làm việc với Dũng rồi đó, thì Liên đặc biệt là cảm ơn chị Trân, là chủ chị nail ở California tên là Oasis hả chị nail đấy, cái chữ đó nó khó đọc đó. Nhưng mà yes, chị đó là một trong những người mà đã điện cho Liên, nói chuyện với Liên là Liên ơi, phải công nhận thì cảm ơn Dũng, Dũng rất là nhiệt tình. Trước khi nói câu này, Liên edify, Liên khen luôn dùm nè. Chị Trân nói là nhiều người tới chuyện của chị rồi, nhiều người điện thoại chia sẻ rồi, mà không biết vì sao khi thấy Dũng bước vào trong tiệm nail, và sự chân thành của Dũng giống như là khi bước vào tiệm là Dũng chia sẻ, người ta cảm nhận được là cái sự nhiệt tình và thiệt tình của Dũng, nên chị đã đồng ý và làm việc với Dũng. Và thêm một cái, chị nói là Dũng rất nhiệt tình, cặn kẽ, chi tiết, có kế hoạch, và giúp cho chị đã biết được là áp dụng như thế nào, có được niềm tin vào cái service dịch vụ mới cũng như sản phẩm mới. Nhân tiện đây cảm ơn chị Trân đã đưa cho Liên một lời cảm nhận về Dũng rất là hay các chị ha. Ai thấy rằng là
có thể cảm nhận được điều đó từ Liên và dẫn mọi người comment số 3 dành cho Liên đi. Ok, Liên đã có sẵn câu hỏi tiếp theo cho Dũng này. Thì cũng quay lại với cái việc mà Dũng muốn giúp người làm nails và Dũng muốn làm cho cái người nail này chuyên nghiệp hơn, thì cái kế hoạch của Dũng trong tương lai 3 tháng tới, 6 tháng tới như thế nào để mà có thể giúp được nhiều tiệm hơn nữa? Kế hoạch của Dũng thì Dũng cũng không muốn nói riêng về về mình không, tại vì Dũng đang hợp tác với tất cả khoảng gần 50 anh chị em ở khắp nơi trên nước Mỹ và Anh Quốc. Mấy anh chị em mình quyết tâm và học thêm một cái hệ thống nail, và mình đang làm ở đây có những cái trường đó vậy. Và anh chị em tụi Dũng đã quyết tâm làm sao phải nói là một cuộc cách mạng trong ngành nail, để đem cái ngành nail mình lên có một cái tầng cao mới, và làm sao giúp người Việt mình có cái chất lượng cuộc sống trong ngành nail. Mà người ta có thể nói là cái ngành nail mình trong vòng 40 năm nay đó, mình chỉ lấy tiền khách chỉ qua chân tay nước thôi. Dũng chỉ hỏi Liên hoặc các anh chị một cái điều ngắn gọn: nếu như có một phương tiện, một sản phẩm, một cách làm có thể giúp anh chị trong ngành nail lấy tiền khách từ cộng tóc cho đến gốc chân, thì Dũng hỏi tất cả những anh chị chủ tiệm nail muốn bao nhiêu tiền trong tiệm mình là do anh chị quyết định. Và tụi Dũng sẽ có những cái kế hoạch và những chiến lược để giúp anh chị đạt được những cái gì anh chị muốn trong cái ngành nail và trong tiệm, từng tiệm của cá nhân của anh chị. Thì không thể nào mà tham gia vào được. Và Dũng nghĩ là tại vì bây giờ thị trường nó đang phát triển, dù mình có làm hay không, dù mình có nghe hay là mình muốn hay không, thì nó vẫn đang phát triển. Mình có làm, mình có tham gia hay không, thì thị trường nail nó đang rất là bùng nổ ở khắp nơi trên thế giới. Và các anh chị nghĩ đi, nếu có một cái tập đoàn gần 3 tỷ tới 5 tỷ đô la đang thâm nhập và sản xuất ra những cái sản phẩm cho ngành nail, thì đó là một cái background, một cái supply khủng khiếp, và mình có thể làm ăn nên làm ra hơn nữa, hơn 30 năm trước, hơn 40 năm trước nữa trong ngành nail, nếu anh chị thấy được cái điều đó nó đang phát triển và đang bùng nổ khắp nơi. Đó là những gì Dũng cảm nhận được và có thể đi xa hơn nữa trong ngành nail. Thấy chưa, mọi người thấy không, chỉ mới sau 15 phút thôi là Dũng đã hoàn toàn khác hẳn. Có nghĩa là cảm ơn Dũng, đây mới chính là con người của Dũng. Tức là khi Dũng gặp người ta, Dũng tiếp cận hay là Dũng mới gặp một người, thì Dũng cảm thấy giống như là Dũng nằm trong một cái vỏ bọc gì đó. Nhưng mà khi họ cảm nhận được rồi, họ say yes với Dũng rồi, thì cái sự thể hiện quyết đoán và cái sự giúp đỡ của Dũng với họ, họ biết được và họ đặt niềm tin vào Dũng. Cảm ơn Dũng đã thể hiện trong phút 20. Và đặc biệt hơn nữa, Liên cũng có nói một điều mà rất là thú vị, đó là qua cái sản phẩm này, Dũng đã đem tới cho chủ nail, thợ nail cũng những ai làm nail và cả người khách đi vào tiệm nail một sự hài lòng trong dịch vụ, đúng không? Dũng có thể nói một tí xíu về sản phẩm này thôi. Cái sản phẩm này là thực sự mà nói, trong vòng một tháng tất cả thị trường trong Việt Nam khoảng bán hình như khoảng gần 900, gần khoảng 1 triệu đô la chỉ trong vòng một tháng với cái sản phẩm này đó. Thì các anh chị nghĩ nó cái hiệu ứng nó khủng khiếp tới cỡ nào. Còn anh chị nào mà muốn biết được thì sẽ inbox cho Liên với Dũng, thì Dũng sẽ chia sẻ thêm. Đúng rồi, mà nếu ai cũng inbox hai tụi mình thì mình sẽ không có giờ làm việc, nên mọi người hãy inbox cho ai mà mời mọi người coi cái video này nhé. Ok, thứ hai, bây giờ mình muốn trách nhiệm ông chủ supply, mà cái sản phẩm hồi nãy là đưa ra một con số kỷ lục quá rồi, mà đều đặn như vậy, cứ một tháng người ta sẽ xài hết, mà ai tiết kiệm lắm thì ba tháng mới xài hết. Có nhiều người xài lần cất vô tủ thì một năm mới hết, nhưng mà họ sẽ mua lại. Đó chính là một sản phẩm cực kỳ hiệu quả và sẽ đem lại nguồn thu nhập khá cao cho người trong tiệm nail. Sản phẩm thứ hai đây, Dũng có thể chia sẻ một tí xíu về sản phẩm này dùm luôn cho mọi người đang coi. Sure. Thì sản phẩm này thì cũng muốn nói với Dũng là chị Liên với mọi người là cái sản phẩm này là Dũng đã xài hơn 4-5 năm nay. Lúc trước Dũng làm chưa có đi vào thị trường nail thì Dũng được xài cái sản phẩm này qua một người bạn giới thiệu cho Dũng cái cơ hội này. Thì Dũng hồi đó thì cũng làm nhà hàng đó, mình hay thử đồ ăn nóng lạnh rất là bất thường, rồi mình hay hút thuốc, coi như cái răng của mình nó rất là đau ê và chảy máu rất nhiều. Nhưng mà qua cái sản phẩm này nó đem lại cái sự trắng răng sạch sẽ, làm cho răng mình nó có một cái cách healthy hơn,
qua đó thì mình đáp ứng được những cái nhu cầu của khách trong cái tiệm nail. Và những tiệm nail bây giờ các anh chị em nghĩ những tiệm nail họ có thể bán một tháng, họ có thể bán gần cả 100 cây kem đánh răng và đáp ứng đúng được cái nhu cầu của khách và sản phẩm được guarantee, thì mình đâu có gì để mất đâu. Các anh chị làm trong ngành kinh doanh thì nghĩ đâu có gì để mất và đem lại cái quyền lợi khá cao mà được bảo đảm, thì không nên bỏ qua cái sản phẩm này. Rồi, cảm ơn ông chủ supply. Đúng là từ bán cái nhu cầu cho tới cái không có thể là nhu cầu vẫn bán được luôn. Phải công nhận là rất là tuyệt vời. Thứ hai nữa là Dũng đã và đang có một cái kế hoạch, cũng như là Liên biết được rằng là 50-60 anh chị em chủ nail đang nằm trong cái nhóm mà Dũng làm việc đó, đã biết một phương pháp làm sao bán sản phẩm này, đưa sản phẩm này tới tay người tiêu dùng, tức là những người khách vào tiệm của mình một cách rất là hiệu quả và dễ dàng. Thì mọi người hãy inbox cho ai mời mọi người coi video này, họ sẽ có câu trả lời nha. Nếu mà không biết thì hãy comment cho anh, cho Liên và Dũng. Thêm nữa đó, sẽ có một sản phẩm nữa, vô vàn sản phẩm các anh chị, nhưng mà một sản phẩm chủ chốt nữa mà Liên nghĩ rằng ông chủ supply này đã đem được hầu hết tới các tiệm nail. Mọi người đang coi Facebook Live, nếu ai mà muốn biết comment số 5 comment số 5 thì Liên sẽ bật mí. Hầu như mọi người thấy đó là Dũng là công ty này, đúng không? Ngoài cái việc và góp chân là đáp ứng nhu cầu khách hàng, kem trắng răng là tại vì xu hướng thị trường và là một sản phẩm mà ai cũng cần dùng mỗi ngày, thì hai cái này là chuyện bình thường. Nói chung là một người như Dũng là giới thiệu với chị đây là chuyện bình thường, nhưng có một sản phẩm mà Liên biết được rằng là Dũng rất là chuyên nghiệp mà biết dùng. Mọi người biết là gì chưa? Chưa có thấy ai comment số 4 hết thì làm sao mình bật mí được ta? Ok, thì để không mất thời gian của mọi người nữa, đây chính là một trong những sản phẩm và một trong những kỹ thuật mà Dũng đã đem tới cho người làm nail có được áp dụng một cái dịch vụ và một cái sản phẩm hoàn toàn tin cậy, đem lại hiệu quả cao trong tiệm nail. Dũng hãy chia sẻ với mọi người về sản phẩm này dùm cho Liên. À, thì cũng nói sơ về cái sản phẩm này, Dũng rất là thích về cái background của nó, là tại vì nó đã được cái gì ở Mỹ thì các anh chị cũng biết là nó được FDA approved là sản phẩm có là medical device, là cái thứ nhất. Nói về cái background như vậy và được guarantee nếu không có kết quả là mình có thể hoàn tiền lại. Và cái thứ hai, khi mà đem cái sản phẩm này vào dịch vụ thêm ở trong cái tiệm nail, họ có thể đáp ứng được là cái người khách họ có thể ngồi ở trên cái ghế spa mà cùng lúc một người thợ họ có thể làm hai service và họ có thể tăng thêm hai cái lợi nhuận cũng chỉ một người khách đó thôi. Và sản phẩm trong vòng 10 phút đã giúp tiệm những người chủ, những người thợ kiếm thêm khoảng 30, 50, 70 đến 100 đồng cũng là một người khách đó. Thì qua một cái sản phẩm này thì bây giờ tiệm nail đang bùng nổ về những cái cách làm mà tụi Dũng và Liên và anh chị em đang thị ở khắp nơi trên nước Mỹ như những cái quốc gia khác, một cách phải nói là đơn giản, dễ luôn, dễ xài, dễ thấy kết quả và khách hàng phải nói là mê cái sản phẩm này. Đối với Dũng, Dũng còn mê, có như là tuần Dũng trả 2 lần 3 lần đó. Đó là cũng À, là một là cái cứ nhu ủi thôi cầu không? Ủi thôi. làm ủi ủi vậy đó. Cái chỗ nào mà nhăn là cái ủi là nó thẳng à. Dũng tiếp tục đi, mọi người đang rất là hào hứng muốn nghe Dũng chia sẻ thêm là làm sao mà bật mí tí xíu thôi, làm sao dùng cái này có thể tăng income thêm và tiết kiệm cái space, tức là cái chỗ làm việc đó. À thì Dũng có bây giờ các anh chị biết là Dũng chia sẻ một cái tiệm nail ở bên Cali, thì Dũng có qua hướng dẫn và training của họ. Họ mới đầu thì họ chỉ áp dụng vào pedicure, manicure này kia rồi bán hàng thôi, nhưng mà khi mà đưa cái này vào thì họ cứ nghĩ ra phải có cái phòng phải chuyên nghiệp hay là cái gì đó. Nhưng mà sau khi Dũng làm thử cho họ ở trên cái ghế và mời khách làm cũng một người khách đó, và Dũng đã nói ok, bây giờ mình đang đại diện cho một cái tập đoàn có những cái công nghệ như vậy và trong vòng 10 phút bạn sẽ thấy được sự khác biệt như thế nào. Rồi Dũng đã áp dụng thử cho khách và khách vô tình khách làm xong khách thích quá, khách muốn mua luôn cái máy đó, và người chủ được thấy được cái quyền lợi, thứ nhất là nhanh, thứ hai là lẹ, thứ ba là kết quả right away. Thì họ thấy được nếu như một ngày họ áp dụng chừng 3 tới 5 tới 10 người khách thì một tháng khoảng trung bình là 5 tới 60 người khách. Thì các anh chị cứ thử thử nghĩ và tự cộng nha, một ngày thêm 70 tới 150 income.
thì 10 ngày là bao nhiêu, một một tháng là bao nhiêu, và một năm là bao nhiêu, là các anh chị đã thấy được cái sự lợi hại, cái sự đơn giản mà cái sự kết quả nhanh lẹ trong cái tiệm nail mình, nếu mình biết áp dụng và theo theo những gì tụi Dũng hướng dẫn, và các anh chị chắc chắn sẽ có kết quả rất là cao. Rồi Liên cảm ơn ông chủ. Tức là Liên muốn anh nói ngắn gọn lại đó là cái cách của bạn này là quá hay, nhưng mà thêm một cái bạn Dũng quên đó là Dũng nói rằng nếu như một ngày một tiệm nail chỉ cần làm thêm hai cái service mà lấy cái giá rẻ nhất đó là 50, thì một ngày các anh chị có thể thu mua từ người khách là 100, một tháng tính chẵn luôn là 30 ngày là 3.000, và một năm 12 tháng thì có phải là bao nhiêu. Anh chị tính ra anh chị sẽ thấy con số thu vào rất cao. Nhưng mà một cái kỹ thuật mà các anh chị có thể cash on hand, có nghĩa một kỹ thuật, một cái phương pháp mà áp dụng trong tiệm nail mà Dũng và những anh chị em từng chia sẻ, đó là lấy tiền trước service sau. Có nghĩa là dùng cái máy facial này mà các anh chị đưa ra cái package gift certificate. Ví dụ như bà mua nguyên package 5 lần, lần thứ 6 tôi sẽ giảm 50%, hoặc là bạn làm 10 lần, lần 9 lần, lần thứ 10 bạn sẽ được miễn phí. Thì đây là một trong những phương pháp mà những anh chị em đã đưa ra mà Liên thấy áp dụng rất là thành công. Có nghĩa là tiền vào túi mình, tiệm mình là của mình trước. Dùng số tiền đó chi trả cho những chi phí, tiền rent, chi supply, trả tiền thợ, xoay sở khó khăn ban đầu trước, ví nếu như các anh chị đang có. Sau đó khách sẽ dùng cái gift đó, cái voucher đó, cái dịch vụ này tới lại 2-3 tuần một lần rồi mới sử dụng. Thì đây cũng chính là một trong những điều mà đã giúp cho facial service vào trong tiệm nail, hỗ trợ cho thợ và chủ nail làm được một cái income rất là cao. Thì thôi, hồi nãy giờ Dũng Mai và Liên Thàng cũng đã chia sẻ một số ít kiểu như là kinh nghiệm rồi đó, và cũng như là một số kết quả mà đã áp dụng và làm việc trong thời gian qua. Dũng là 5 năm rồi, Dũng hả? 5 năm hả? 5 năm, và bước đầu mới đầu bây giờ đang chính thức hoạt động với ngành nail là khoảng 2 năm. Ok, thì Dũng 2 năm, Liên cũng 2 năm, và Liên tin tưởng rằng trong cái cuộc Facebook Live này có nhiều anh chị em làm lâu hơn và kinh nghiệm nhiều hơn Liên. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe và trò chuyện với cuộc chia sẻ cùng với Dũng Mai và Ngày Nail. Lần tới Liên sẽ mời Dũng Mai lên chia sẻ nhiều hơn những bí kíp này. Và ai coi xong video này có hứng thú và muốn tìm hiểu, hãy liên lạc với ai, mời các anh chị vào video này nhé. Mến chúc các anh chị một ngày làm việc hiệu quả, đầy năng lượng, và những nước chuẩn bị đi ngủ có một giấc ngủ ngon. Lời cuối cho chương trình, xin mời Dũng Mai hãy có một thông điệp với những ai đang coi video cùng với hai người mình. Rồi, cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn Liên một lần nữa có một cái buổi chia sẻ và những cái câu hỏi rất hay. Hy vọng là những cái gì tụi Dũng và Liên chia sẻ, những cái kinh nghiệm, những cái cách làm để giúp cho những người người Việt mình trong ngành nail ở khắp nơi trên thế giới có một cái phương tiện mới, một cách làm mới, một sự hỗ trợ mới để mình cùng có thể làm một cái ngành nail lên một cái tầng cao mới và thay đổi cái cách nhìn, và chất lượng hơn, hiệu quả hơn và chuyên nghiệp hơn. Mến chúc tất cả các anh chị có một buổi tối an lành và một buổi chiều ở bên Mỹ bình an. Xin chào các anh chị. Thank you Linh nhiều nha. Cảm ơn Dưỡng. Bye. Bye.